Dương Dương là một nam diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc, sinh năm 1991 ở Thượng Hải và được khán giả trong và ngoài nước biết đến nhờ ngoại hình vô cùng xuất chúng và xuất hiện trong nhiều tác phẩm đình đám như Tay Trái, Vũ Đồng Càng Khôn hay là Thiếu Nữ Toàn Phong. Hôm nay cùng VGT tìm hiểu nam thần Trung Hoa Dương Dương. Sự nghiệp diễn xuất của nam thần Trung Hoa. Tốt nghiệp vào năm 2008, Dương Dương đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với hàng loạt vai diễn lớn nhỏ. Năm 2008, kiệt tác Hồng Lâu Mộng được phục chế và vị đạo diễn Lý Thiếu Hồng đã chọn ra 6 diễn viên để tham gia huấn luyện tập thể, trong đó có Dương Dương. Anh được ưu ái tham gia huấn luyện cá nhân và chỉ sau 2 tháng, nam diễn viên đã nhận vai diễn giả Bảo Ngọc lúc trưởng thành. Con đường diễn xuất của anh cũng bắt đầu từ đây. Tuy nhiên, Hồng Lâu Mộng không được thành công như mong muốn và phải nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Ngay cả vẻ ngoài đẹp trai của nam diễn viên vẫn không thể bù đắp được những lỗ hổng của phim. Năm 2011, Dương Dương đóng vai chính trong bộ phim Giai điệu tuổi trẻ. Cùng năm đó, anh xuất hiện trong Kiến đảng Vĩ nghiệp. Một năm sau, nam diễn viên góp mặt trong Ẩm thực nam nữ cùng Quy Á Lôi, Hoắc Tư Yến và Lam Chính Long. Anh còn góp mặt trong The World Doesn't Believe in Tears. Năm 2013, Dương Dương tham gia vào Tân Lạc Thần Truyền Kỳ và được xem là người đóng vai tảo thực hay nhất từ trước đến nay. Tác phẩm còn có sự xuất hiện của đát kỷ quyến rũ nhất màn ảnh Lý Y Hiểu và nam diễn viên Trương Định. Nam diễn viên còn tham gia vào Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ trong vai Vô Tình. Bộ phim còn có sự góp mặt của Trương Hàn, Trần Vĩ Đình và Mao Tứ Tuấn, 4 nhân vật chính đã cùng nhau chống lại kẻ ác. Cuối năm 2013, anh có cơ hội đóng cùng Lâm Vũ Thân và Lý Thấm trong bộ phim Về Tuổi Thanh Xuân, Hoa Khai Bản Hạ. Năm 2014, anh tham gia vào tác phẩm Bạo Tẩu Thần Thám cùng Đại Hoa Đán Châu Đông Vũ. Không lâu sau đó, anh vào vai Hứa Dực trong Tay Trái cùng nữ diễn viên Mã Tư Thuần. Bộ phim đã xuất sắc nhận được nhiều giải thưởng và đề cử lớn ở trong nước. Mùa hè năm 2015, Dương Dương tham gia vào bộ phim Đạo Mộ Bút Ký cùng nam thần Lý Dịch Phong. Đây là phim chiếu mạng được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nam Phái Tam Thúc và đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả trong và ngoài nước. Nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong bộ phim lãng mạn Thiếu Nữ Toàn Phong, kịch bản được viết dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trung Quốc. Ngoài ra, phim có sự hiện diện của những diễn viên nổi tiếng như Ji Chang-wook, Ngô Lỗi và Trần Tường. Thiếu Nữ Toàn Phong đã tạo nên một cơn sốt giữa mùa hè bởi câu chuyện tình lãng mạn giữa Nhược Bạch, Dương Dương thủ vai và Bách Thảo, Hồ Băng Khanh thủ vai. Cô ấy là người con gái mà tôi yêu, cũng là cô gái mà tôi nguyện dùng cuộc sống của mình để bảo vệ Nhược Bạch. Ánh mắt đong đầy tình cảm của Nhược Bạch dành cho Bách Thảo đã khiến nhiều người hâm mộ phải điêu đứng và tan chảy, bởi Nhược Bạch được miêu tả là người lạnh lùng, ít nói và chỉ dùng ánh mắt để bộc lộ cảm xúc của mình. Năm 2016, Dương Dương quay trở lại màn ảnh với tác phẩm đình đám Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Đây cũng là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Cố Mạng. Dương Dương vào vai Tiêu Nại, nam thần của trường đại học A và tình cờ quen được bối Vi Vi, Trịnh Sảng thủ vai. Hoa Khôi khoa công nghệ thông tin của trường đại học A. Hai người tình cờ quen nhau nhờ cuộc hôn nhân ảo trong một trò chơi điện tử và dần ra hẹn hò nhau ở ngoài đời thực. Câu chuyện tình của nam thần và Hoa Khôi bình lặng như nước, không hề có sóng gió và thăng trầm. Họ yêu nhau nhẹ nhàng nhưng lại lắng sâu tận trong tâm. Nếu anh biết có một ngày anh yêu em nhiều như thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tiêu Nại. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đã trở thành một trong 5 phim truyền hình có lượt xem trực tuyến cao nhất mọi thời đại của Trung Quốc. Phim thậm chí còn trở thành bom tấn học đường của năm nhờ nội dung nhẹ nhàng nhưng vẫn đong đầy cảm xúc. Tuy bộ phim không được đánh giá cao về mặt diễn xuất của hai diễn viên chính, nhưng ngoại hình và thần thái của Dương Dương và Trịnh Sảng gần như trùng khít với nguyên tác của Cố Mạng. Một năm sau, nam diễn viên xuất hiện trong tác phẩm cổ trang Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đảo Hoa. Bộ phim kể về câu chuyện tình kéo dài 3 kiếp giữa Bạch Thiển Thượng Thần và Thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa. Sau 3 năm kể từ lần phát sóng đầu tiên, phim vẫn nghiễm nhiên chiếm trệ trên các bảng xếp hạng phim nổi tiếng nhất tại thời điểm đó. Anh tiếp tục góp mặt trong bộ phim lãng mạn Ngang Qua Thế Giới Của Em, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trương Gia Giai.
Phim có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Đặng Siêu, Bạch Bách Hà và Trương Thiên Ái, với nội dung chủ yếu xoay quanh những vấn đề về cuộc sống, tình yêu, về gia đình của những người trẻ ở chốn đô thị phồn hoa, náo nức. Phim cũng đã nhận được nhiều lời khen từ phía người hâm mộ và mới chỉ sau 4 ngày công chiếu, Ngang Qua Thế Giới Của Em đã đạt được doanh thu khủng với hơn 300 triệu nhân dân tệ. Cùng năm đó, Dương Dương tham gia vào bộ phim kỳ ảo Vũ Động Càn Khôn trong vai Lâm Động, một cậu bé từng bị khinh miệt và chế giễu, đang kiên trì tập luyện võ thuật để chờ ngày báo thù. Năm 2019, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong Toàn Chức Cao Thủ, bộ phim nói về cao thủ Diệp Tu, từng là chuyên gia và là một cao thủ xuất sắc nhưng đã bị trục xuất khỏi đội ngũ. Sau đó anh đã làm quản lý tại một quán trò chơi và hành trình trở về thời oanh liệt của anh bắt đầu. Dương Dương và những hoạt động bên lề. Bên cạnh mảng phim truyền hình và điện ảnh, nam thần Dương Dương còn thử sức mình với những bộ phim ngắn như Healing Island, Jasmine Flower, Protect and Never Let Go và Star Picked. Dương Dương tham gia vào nhiều thể loại chương trình truyền hình như Star Shoulder, Divas Hit the Road mùa 2 và The Irresistible. Ngoài ra, để bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn dành cho những người hâm mộ, nam diễn viên đã cho ra mắt hai bài hát là Tender Love và Love is Crazy. Anh còn được biết đến với nhiều ca khúc khác như Sunshine in the Eyes, Father and Son, The Best và Forever Young. Nhờ sở hữu ngoại hình xuất chúng, anh trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn như Rio, Oppo, Rejoice và trở thành ngôi sao Trung Quốc đầu tiên tham gia lễ rước đuốc cho Thế vận hội 2016 ở Hy Lạp. Vào tháng 1 năm 2016, Dương Dương chính thức trở thành người nổi tiếng đầu tiên xuất hiện trên tem bưu chính của Chinabot, được CBN Quecky bình chọn là một trong 10 người nổi tiếng ở Trung Hoa có giá trị thương mại cao nhất. Và Dương Dương còn vinh dự được Forbes của Trung Quốc bình chọn là một trong 30 người dưới 30 tuổi có sức ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực của họ. Tầm ảnh hưởng và những hạn chế trong diễn xuất của Dương Dương. Hơn 10 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Dương Dương đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng danh giá ở trong nước. Nổi bật có thể kể đến giải New Face, giải Best Trending Energy, giải Most Popular Actor, giải Artist of the Year, giải Most Valuable Star và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác. Tuy đã chinh chiến 10 năm trong nghề, nhưng khả năng diễn xuất của nam diễn viên vẫn chưa được nhiều khán giả và giới phê bình đánh giá cao. Nhiều người cho rằng anh vẫn chưa hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật và diễn xuất còn gượng gạo, đôi lúc còn bị quá lố. Tuy nhiên, chúng ta có thể hy vọng Dương Dương có thể làm tốt hơn trong tương lai để trở thành gương mặt triển vọng của nền điện ảnh Trung Quốc. Còn bây giờ hãy chờ đợi xem nam thần Trung Hoa Dương Dương sẽ làm được điều gì trong tương lai tiếp theo nhé. Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.